Hello mọi người. Chào các bạn đã đến với tiếp tục chuỗi series nâng cấp limousine cùng với Auto 365 quận 9 nha. Thì như các bạn đã thấy thì đây là một chiếc Sedona 2020 nha. Thì anh đã ghé bên mình để nâng cấp cái một cặp ghế chủ tịch nè. Nâng cấp mẫu cách 2 nha. Còn phần ghế này thì anh đã đổ lại màu cam Hermès là màu chủ đạo cho nó đồng bộ với cái nội thất của xe nha. Sàn á, sàn zin của anh thì là sàn ní nè. Thì bên mình đang có chương trình là tặng sàn luôn, làm cặp ghế tặng sàn, sàn embo nha, hoặc là sàn carbon. Thì cái đấy tùy các bạn chọn thôi. Thì đây là một cặp cách 2 nha. Cách 2 mình đã tư vấn khách nha. Nó bao gồm các chức năng như là ngã lưng này, trượt tới lui này, nâng hạ chân này, massage này, hoặc là sửa ghế hoặc là làm mắt ghế nha. Có thể thao tác là ở trên cái màn hình như này nha. Mình cảm ứng này. Đó. Đây là anh chú nha. Đây, này mình ví dụ như nâng hạ chân này. Lên này. Đó, lên này. Chỉ thao tác ở trên này thôi, khỏi cần phải thao tác các nút ở dưới nha. Đó. Đó. Hoặc là ngã ghế này. Đó. Rất là thoải mái nha. Đó, có thể ngã ra nữa nha. Massage này, này có thể massage này. Đó. Massage này thì cảm nhận. Thì khi anh ngồi trực tiếp ở trên cái ghế này thì anh có cảm nhận gì không? Mình cảm thấy rất là hài lòng. Và đầy đủ các cái tính năng để mình cần thiết cho những chuyến đi dài, công tác hoặc là làm việc. Ủa, cho anh hỏi một xí là về những cái chức năng này thì mình có những cái dòng nào thì em có thể giới thiệu thêm cho anh được không? Dòng như chức năng như này á, thì như thành cách một thì nó cũng ghế form như này. Đó, cái màn hình cảm ứng này thì không có, nó phải điều chỉnh cơ dưới này. Đó, còn từ các dòng cách 2, cách 3, cách 4, cách 5 trở lên á thì nó đều có này hết. Còn kẹp VIP á, kẹp VIP thì nó có cần số pha lê này, này. Nó có một cái nấm cần pha lê trên này nhìn rất là đẹp. Đó. Ok, vậy anh chốt cặp ghế cách 2 nha. Dạ rồi, ok. Thì các bạn hãy đợi xem một siêu phẩm mới nha. Thì đợi thêm vài ngày để hoàn thiện nha. Rồi, em cảm ơn anh. Sau khi gói độ được nâng cấp hoàn thiện thì anh em hãy theo chân mình để xem được gói độ chi tiết như thế nào nha. Đập vào mắt mình thì đây là một cặp ghế cách 2 nha. Cặp ghế cách 2 bên mình đang có chương trình là hiện tại giá chỉ là 70 triệu được tặng một cái sàn embo hoặc là sàn carbon nha. Đây. Với cái logo là Kia Sedona nha. Đó. Trước tiên á thì anh chủ này anh đã nâng cấp cho mình một cặp ghế cách 2 đó. Cách 2 này thì màu sắc thì tùy khách chọn nha. Khách thích màu nào thì bên mình sẽ lên màu đó cho khách. Được tặng một chiếc sàn embo Kia Sedona. Rồi, có led luôn nha. Đó. Thì cặp ghế này như các bạn đã thấy thì ngồi rất là thoải mái nha, rất là êm nha. Đó. Điều chỉnh ghế thì cái này nó có công tắc của cái màn hình ở trên cái này thì mình có thể điều chỉnh được luôn nha. Điều chỉnh ví dụ như là ngã tựa lưng này. Đó, mình có thể ngã được nha. Hoặc là mình có thể nâng cái chân lên được luôn nha. Nâng hạ chân nha. À, lên này. Đó. Mà kẹp ghế chủ tịch nha. Đó. Hoặc là mình có thể là bật chế độ trượt tới lui này. Đó, tùy mình chỉnh nha. Đó. Hoặc là mình có thể làm massage này. Massage. Rất là sướng nha. Đó. Hoặc là mình có thể bật chế độ làm mát ghế này. Đó. Đó, rất là mát nha. Đó. Hoặc là mình không xài nữa thì mình khóa cái màn hình này lại. Và tiếp theo chỗ bên này á, phía bên này là một chỗ để sạc điện thoại không dây nha. Đó, anh em đang xài hết pin thì mình có thể sạc được nha. Đó, hoặc là ví dụ như mình đang đi đường bận thì mình có thể bỏ vào bên này. Đó, rất là tiện lợi nha. Về phần phía trên này á, thì anh chủ anh cũng đã nâng cấp cho mình thêm một số chi tiết da như là bọc da tắp bi cửa này. Và nâng cấp thêm cái vô lăng, bọc da vô lăng và bệ tì tay này cho nó đồng bộ với hài hòa với ghế luôn nha. Thì sau khi nâng cấp xong á, thì anh chủ anh cũng đã nâng cấp cho mình một cái tủ lạnh nha, tủ lạnh mini ở trên xe nha. Được bên mình làm nha, lắp đặt nha. Đó, đó. À, chai nước này bỏ trong vòng 10 phút là đã lạnh rồi nha. À, mình mới bỏ lúc nãy. À, trong vòng 10 phút là lạnh rồi nha. À, bỏ lại.
Tủ lạnh này thì mình có thể tùy chỉnh được trên này nha, chỉnh nhiệt độ này. Đó, tùy anh em chỉnh nha, muốn bao nhiêu độ thì mình chỉnh thôi. Đó, là cái này chế độ min này, eco này, hoặc là chế độ mát này. Đó, tùy mình chỉnh thôi. Đó, rất là hay nha. Đó, tủ lạnh này rất là hay này. Okay. Là cặp ghế, hàng ghế bên ba khách cũng đổi qua màu cam hơ mẹt luôn nha. Nó đồng bộ với các ghế kia nha. Đó. Về đường trí và may á, thì bên mình may rất là đẹp nha. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi cùng mình nha. Thì anh em nào cùng hóng các tập tiếp theo á, thì anh em hãy đăng ký và subscribe kênh nha. Thì bên mình sẽ ra nhiều clip hơn nữa nha. Rồi anh em hoặc anh em nào cần tư vấn hoặc hỗ trợ gì đó, thì cứ liên hệ qua cái số hotline của bên mình để phía bên dưới nha. Thì anh em cứ liên hệ vào đó thì bên mình sẽ tư vấn anh em nâng cấp gói độ như thế nào. Bên mình hiện tại đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi nha, đang sale để anh em đón Tết nha. Rồi.